Hello, xin chào các đồng chí và các bạn thân thương. Nè, cho cá ăn nè. Nó nên cá đã được chứ. Phái cồi nên cá ăn. Come on boy. Đi. Mẹ nó bự ghế sao bự. Xin chào anh Cầm. Chào anh chị các bạn nha. Chào anh Trần Dũng. Cá này ăn được chứ chiều như cá ăn ngon lắm á. Nhưng mà ăn uống người Nhật á, họ ăn họ cũng ăn á, người Nhật á nó ăn chứ, người Nhật nó ăn cá này đó. Nhật nó ăn cá khôi. Nó ăn cá khôi à, chứ nó không có ăn cá chép đâu. Nó ăn cái loại cá khôi nó nuôi á. Mà mấy người dân Nhật mấy thằng nó ăn á. Hồi đó nuôi con cũng khoảng 20 kg vậy đó. Có lần nó chết. Ăn hí tí cho cái bà Nhật. Nó vô hãng cho bà Nhật bà ăn. Bà ăn bà làm. Bà hấp là bà nướng á, ngon ghê luôn. Tại mình nuôi nó ăn con cá mà mình nuôi nó ăn cái mình ăn không nào không vô. Tại vì mình nuôi nó thấy thương á. Mình ăn nó thấy tội. Kỳ đó ăn mà nuốt còn không vô. Con cá mình nuôi mà. Anh chị các bạn biết cái vùng ở đây là sa mạc. Sa mạc là ngày xưa thôi. Ngày xưa nó là sa mạc. Còn bây giờ thì nó nông thôn đô thị quá rồi. Trời mà nó lạnh thì nó lạnh dữ lắm. Mà nó nóng cũng giả mà. Bây giờ là vô mùa thu. Cái tiểu bang này nói chung thì nó chỉ có hai mùa thôi. Ở đây trồng cái xương rồng chứ trồng mấy cây mà ăn trái rồi phải tưới dữ lắm, không tưới là nó chết, chịu không nổi. Mấy cây này nó sống tới mùa này, mấy cây 10 kg này, mấy cây 10 kg này mà mình có cá, mình nướng cá thọt nó vô rồi nướng ngon lắm. Trồng được cây cam cây bưởi là mừng chết á. Ở bên này phải tưới dữ lắm. Mùa này nó ra. Có gì đâu mà mệt. Tại vì đất rộng, hồi mình có chút máy cày, mình xới cái mỹ rồi. Cái gì nó cũng có cái phương tiện của nó. Nó có sao đâu. Chuyện nhỏ.
Hello chào anh chị các bạn trên diễn đàn nha. Bữa nay mình chia sẻ đề tài gì ta? Nói chung đa nguyên đa đảng thì vẫn còn rất là nóng. Thấy ở trên cộng đồng mạng vẫn còn rất là nóng bỏng về vấn đề đa nguyên đa đảng. Nhiều người, mấy cái thành phần mà nó chống phá đất nước, tụi nó thì lúc nào cũng nghĩ là đa nguyên đa đảng là nó sẽ tốt hơn. Nó không thể nào như vậy đâu. Nó cũng tùy thôi, thời buổi giờ cái đất nước tốt hay không là do cái người lãnh đạo rồi. Do cái người lãnh đạo họ có cái tầm, cái tâm. Họ có những cái đường hướng ngoại giao và những cái chính sách đối nội và đối ngoại. Làm sao nó phải phù hợp. Nó phù hợp với lòng dân. Và nó đi đâu với cái cộng đồng quốc tế ngày hôm nay nữa. Tại vì Việt Nam mình bây giờ mình làm ăn với cộng đồng quốc tế mà. Mình đâu có phải là một cái quốc gia mà cô lập đâu. Mình đâu phải là một cái quốc gia đơn lẻ một mình đâu. Mình đâu phải. Cho nên mình chính sách ngoại giao của mình phải được cởi mở, thông thoáng. Mà chính sách đối nội cũng vậy, mình cũng phải có những cái sáng kiến, những cái chính sách ngoại giao làm sao cho nó phù hợp với lòng dân, phù hợp với công cuộc phát triển đổi nước, đổi mới. Thời buổi giờ có thật nó mới dịch được đạo rồi anh chị các bạn. Người thì người ta có tiền, người ta có của. Khi con người ta gọi là an đất lành thì chim đậu, an cư thì lập nghiệp, đề gia trị quốc thì bình thiên hạ. Khi người ta sống, người ta có của ăn, của dư, của để thì họ nghĩ đến chuyện đi làm ăn. Người Mỹ và những cái cộng đồng những quốc gia phát triển họ cũng vậy thôi. Họ cũng đi khắp thế giới, họ đi kiếm những cái cơ hội, họ đi làm, họ làm ăn. Chứ đâu phải ngày hôm nay đi ra Mỹ là mình nói về cái mặt trái của nước Mỹ là mấy cái tụi mà chống cộng nó đuổi đi về Việt Nam đi, thì cái đó nó vô lý. Cái đó là cái sự kém hiểu biết. Bây giờ quyền lợi là trên hết. Người dân trong nước bây giờ người ta có tiền, người ta có của ăn, của dư, của thừa, của để. Họ đi ra nước ngoài họ làm ăn. Giống như ông Hoàng Anh Gia Lai, ông làm ăn những cái tập đoàn của ông đi qua Campuchia, ông đi qua Lào, ông đi qua Miến Điện, ông đi khắp mọi nơi. Các bạn thấy cái ngành mà về sữa, về sản xuất sữa ở Việt Nam mình cũng vậy. mình làm ăn mình phải vươn đông kích tây. Chứ bây giờ thì không lẽ mình người ta mở cửa mình đóng cửa lại, mình vậy mình chơi với ai, mình làm ăn với ai? Đất nước không đổi mới, không mở cửa thì mấy ông chống cộng cũng chửi, cũng la làng. Đất nước phát triển đổi mới, mở cửa thì mấy ông cũng chửi. Tôi thấy những người mà chống cộng họ rất là yếu kém. Họ yếu kém về mọi mặt, về tư duy, về những cái sự hiểu biết về mọi lĩnh vực. Nói chung tôi thấy những người chống cộng họ chống một cách mù quáng và điên khùng. Họ nhìn mọi thứ bằng cái sự cảm tính. Họ so sánh mọi việc cũng vậy. Nó không có một cái logic. Không có logic gì. Nó không có một cái minh chứng gì nó rõ ràng cả. Cứ chống tầm bậy, tầm bạ, tầm xàm, chống loạn xạ sợ ngầu. Cuối cùng họ làm cho hề. Bây tôi thấy rất là xấu hổ mà khi nói đến hai cái chữ Việt Kiều. Hồi nào giờ mà ai nói cái chữ Việt Kiều tự nhiên tôi nghe tôi cảm thấy là tôi muốn tránh xa rồi. Mình thấy mắc cỡ. Thấy cái là mắc cỡ. Tại vì như người tôi lên mạng rồi nổ. Thay vì mình truyền đạt cái tư duy, cái sự hiểu biết cho người khác, mình chia sẻ với nhau để người ta thấy rằng cái phương Tây và cái Bắc Mỹ nó như thế nào. Đằng này nổ
nổi tới chừng người ta đi qua tới Mỹ rồi ta thấy ôi trời, ôi mèn ơi, mèn đất ơi, nồi đất ơi, nó không như mơ như vậy, nó không giống như những người mà chống cộng lên trên mạng nổ, các bạn thấy không, nó đi ngược lại. Bởi những năm đầu khi mà đất nước mới mở cửa, những người mà thành phần mà chống cộng nó cũng len lỏi nó về Việt Nam, nó bị dân nó tìm đủ mọi cách, nó làm cho người ta tưởng đâu thật, cho ăn cái bánh bẻ. Khi mà đương đầu với cái sự thật rồi họ mới thấy hỡi ơi cái đường đời. Nói chung tôi thấy thời buổi giờ ở đâu cũng vậy, mình biết lo làm ăn, biết phấn đấu, biết vươn lên thì mình sẽ khá thôi, chứ mà làm chưa gì hết mà cứ lo chơi không, cứ lo chạy theo cho bằng người này người kia, cuối cùng mình văng vô vách, văng vô vách rồi lên mạng rồi cứ khóc lóc đổ thừa đại cộng sản. Hỡi ơi, bởi vì tôi thấy mừng đất nước quê hương đổi mới từng ngày và từng giờ, phải nói ra là rất là lạc quan. Mỗi lần về tới quê hương thấy cái cuộc sống, thấy những người thân, thấy bà con xóm làng ai cũng lo làm ăn, phấn đấu và để vươn lên. Nó không như trên cái cộng đồng mạng. Cái cộng đồng mạng của người Việt mình nó vô cùng phức tạp. Sống thì rất là ảo tưởng. Người ta làm lên cái Facebook là để mình giao lưu, để mình trao đổi cái sự hiểu biết. Nhưng mà ngược lại thì họ lên mạng, họ sống theo cái sự, họ sống ảo, tự họ ảo rồi họ bảo rằng ai cũng ảo thì họ hết. Và đòi vấn đề mà đa nguyên, đa đảng, dân chủ rồi. Thời buổi giờ dân chủ hay không là do cái lối sống của mình thôi. Cái suy nghĩ của mình. Qua Mỹ cũng đâu phải là lên được thiên đàng đâu, hay là qua bên châu Âu đâu phải lên được thiên đàng đâu. Những cái nước phát triển bây giờ phải làm thấy bằng tốt, đời sống nó cao, làm tất tần tật. Chuyện đa nguyên đa đảng nó phải tùy thuộc vào cái hoàn cảnh của đất nước và mỗi quốc gia, đòi hỏi cái sự ý thức của người dân phải có cái sự cao độ và đồng một lòng với nhau. Và trong khi đó đất nước mình, người dân mình chưa có những cái lĩnh vực này, thì bây giờ mình nói chuyện đa đảng đa nguyên nó lộn cào cào rồi. Chưa gì hết mà tôi thấy nói trên cái cộng đồng mạng Facebook này thôi là đã lộn 12 xứ quân. Đa nguyên đa đảng rồi thôi, mấy ông này mỗi vùng mỗi miền là ai cũng chia lãnh thổ ra, chia đất nước ra để đang mà làm loạn. Anh chị em có bạn thấy tụi Mỹ nó làm nóng chạy, thấy những cái cánh rừng, những cánh đồng như này phì nhiêu bát ngát. Cái bên kia là một cái nó nuôi bò. Anh chị em các bạn biết Mỹ nó nuôi bò giỏi lắm, nó nuôi bò. Nó trồng cỏ mênh mông như vậy nè, bắt đầu cỏ lên vậy đó, nó cho nước về lên cao, bắt đầu nó xách máy cày ra nó cày. Oh wow, thằng này nó đang đổi cái zone nè. Các bạn thấy khi mà miếng đất đó nó chuyển đổi mục đích zone lên, nó chuyển đổi mục đích đất này lên, nó sẽ khai thác về dân sự, nó sẽ đưa lên xây nhà cửa. Thường thường là nó ở bên này là muốn mà đổi cái đất ruộng vườn vườn như vậy nè, mà muốn lên thành đất xây nhà cửa đó, là thành những cái khu thương mại đó, là nó phải treo cái bảng như vậy 3 tháng. Anh chị em các bạn, cái luật đó, là để cho bà con người ta biết, rồi phải đăng báo nữa. Phải đăng báo, đăng suốt, đăng trong vòng 3 tháng vậy đó. Rồi nộp đơn lên cho cái tụi quận đó, nó coi bà con lối xóm ở đây là có ai phản đối không,
dân đồ họ có khiếu kiện gì không, hay là có những cái vấn đề mà đất đai nó có cái gì mà mâu thuẫn ở đâu không? Không thì thằng chính phủ quận đó nó thấy được thì đồng ý, nó cho mình cái permit và cái giấy phép là ok anh được đổi mục đích sử dụng đất. Thường thường những khu đất như vậy là đất nông nghiệp thì nó cũng giống như Việt Nam thôi anh chị em các bạn. Các bạn biết những miếng đất như vậy là nó phải tụi mà bên thầu khoán đó, mấy tụi mà đầu tư đó, nó vào là nó phải xới lên, rồi nó phải grading, nó phải survey, nó phải có kỹ sư ra bắt đầu nó đo đạc xong rồi nó phải đào những cái khu vực nào để đặng cho thoát nước. Tại vì mà nó đưa lên mà cái khu trở thành khu dân cư đó mà không đúng đó, lỡ mà có lũ lụt hay cái gì đó thì ai sẽ đền? Thành ra nó phải làm đúng như vậy để bảo hiểm nhà cửa đồ nó mới bán. Anh chị em các bạn thấy bên cái khu bên kia là cái khu nhà nó mới xây đó, đang xây đó. Đấy. Các bạn thấy những cái hạ tầng cơ sở tụi Mỹ nó làm gì nó cũng phải có kỹ sư hết. Nó đo mặt đất, mặt bằng xong rồi nó tính làm sao khi mà nước mưa lũ đồ nó chảy xuống nó sẽ thoát đi đâu. Nó phải làm mấy cái wash, mới làm mấy cái chủng. Anh chị em mới biết mấy cái chủng đó, để khi mưa lũ xuống nhá, thì nó sẽ ngấm nước xuống đó. Nó sẽ không làm cho bị lụt. Nhưng mà nhiều khi thì nó cũng làm, nó cũng dự định theo cái nghiên cứu của một số kỹ sư địa chất. Nhiều khi nó bị thiên tai mà nó dồn dập quá thì nó cũng phải bó tay thôi. Có những lúc mà thiên tai mà mưa xuống lũ lụt mà mạnh đó, là các bạn biết sa mạc kia nó lụt hả, ngập qua khỏi xe hết, xe là nó ngập trôi ầm ầm hết, nó đẩy tơi bời ba lá hết. Thế các bạn thấy nó chừa, nó xây lúc nào nó cũng chừa lại một phỉnh hay là một cái chỗ để cho thoát nước. Còn bên đây là những cái khu đồng ruộng nè anh chị các bạn thấy không, nó làm ruộng Mỹ đó, nó làm nông á, quy mô lắm, rất là lớn, nó không có làm nhỏ lẻ giống như Việt Nam mình. Dân Việt Nam mình thì người dày công hay bất công, khi người nửa công, cho nên cái sự bất cập của mình trong vấn đề mà làm nông nghiệp ở trong Việt Nam, nhiều khi nhà ông nhà nước họ điều khiển rất là khó, còn thằng Mỹ nó rất là dễ. Bao nhiêu mẫu đất như vậy, bạn biết mấy trăm hecta như vậy là nó làm gì, nó canh tác thì ông chính phủ ông biết được, ông điều khiển được cái hệ thống làm việc của nó nghiên cứu được. Còn bên đây là khu dân sự, anh chị các bạn thấy những khu dân sự nó làm, nó chừa rồi những cái miếng đất chỏng chính giữa vậy đó, nó trồng cây được, nó đào những cái chủng ở trong á, cái trong đó các bạn thấy như nó có cái chủng để đặng mà nó thoát nước khi trời mưa nó thoát nước. Anh chị em được biết như cái thằng này là một cái nông trại nhỏ này. Thằng này nó nuôi bò nè, chị các bạn, thằng này tôi cho anh chị các bạn xem, nó nuôi bò nè, nó nằm chạy ra nhỏ đấy, nó trồng cỏ thấy không, nó trồng cỏ mứt rước không, xong rồi nó thả bò ra ăn. Trong nó bên kia đó là nó nuôi mấy con bò ở bên trong kia, nó nuôi nó cho ăn thuốc, nó dài bữa con nào con lấy bắp bự to lên, bắt đầu nó rùa ra những cái đám ruộng như vậy nè đó, bắt đầu mày ăn sạch xuống luôn, bắt đầu đủ cân đủ ký nó bán. Anh chị em các bạn thấy nước nó có một đàn bò ở trong kia đó, nó đang ăn đó. Đấy, cái này là các bạn biết sa mạc mà nước nó đổ về bằng những con kênh, bằng chính phủ nó lấy nước ở trong thành phố là nước người ta xài á, nước người ta xài mấy ống cống á, nó bơm lên nó làm những cái con kênh nhỏ nó dẫn ra ngoài khu ngoại ô là cho người ta tưới tiêu. Đó, nó dùng để tưới tiêu, nó dẫn cái con kinh nhỏ vậy nè, nó có con kinh đó, nó đổ xong bắt đầu nó bán, nó cứ một tháng tùy theo đất mình lớn nhỏ, nó bán theo đất mình lớn hay nhỏ, chứ nó không có tính bao nhiêu khối. Khi một tháng vậy là mình đờ, nó cho mình mở cái ống cống ra vô hai lần, mình mà cho nó xả vô cho mình một tháng về hai lần. Đấy, các bạn thấy nó đu bò
bò thịt đó. Đó các bạn thấy không, cỏ đó thằng bên kia đó bây giờ nó cho nước vô nó trồng đấy, nó trồng cái một đàn bò ở trong kia đó, đàn bò thịt đó tìm không ở Việt Nam. Bởi tôi nói bây giờ mình anh em á, là tôi kêu gọi anh em là bây giờ mình mở cái cổ đông về mua chừng 10 hecta thôi là ngon rồi. Đất ở Việt Nam ở vùng cao đồng bằng á, về miền Tây á, anh chị các bạn biết nhiều nơi đất ruộng còn mênh mông trù phú thấy mà mê luôn. Tôi nói mà làm mình cứ là thấy bắp ngô rồi cỏ cho nó lên mình trồng đấy, bắt đầu cho bò, lùa bò, nuôi bò đó, bắt đầu cho nó ăn. Các bạn nghĩ đi, bò cứ năm đẻ hai lứa thôi là thấy cũng ngon rồi. Bắt đầu mình làm nhỏ trước đó, cái này là kinh doanh coi là vừa giống như kế hoạch nhỏ. Ở sau này các bạn về Việt Nam các bạn có một cái trang trại mua chừng 10 ta, ví dụ như bao nhiêu người mình chia ra, sau này người hết nó hết đó, người hết nó hết rồi cái bên cạnh đó mình đào ao nuôi cá trồng trọt thêm. Các bạn biết nuôi bò gì đó, cái phân của nó thôi đó. Mèn đất ơi, cái phân của nó mà trồng cây hả, các bạn biết mà trồng sầu riêng hay là trồng những cái cây ăn trái hả, tưới là đắp nó vô thôi nó lên thấy hàm lắm. Đang like bị điện thoại, các bạn thấy không, rất là ngon. Cái này hàng chị đó, hàng này chị đó nó bán thì đó như là 8 mẫu, nó bán đâu 10, nó bán đâu 4 triệu đô. Có thằng nào mua, các bạn thấy không? Đấy đã ha. Bởi mình làm mình phải tính chuyện xa, làm nông nghiệp là ăn nó ăn chắc mặt bền, nhưng mà mình gặp thời lên ăn như diều vậy đó. Nó, các bạn biết làm nông nghiệp mình không có bị giống như là cạnh tranh nhiều, với lại không có phải vấn đề mà luật pháp đồ, mình cũng không có bị ràng buộc nhiều nữa, không có ràng buộc. Hồi xưa tôi cũng thích cái kiểu mà mô hình như vậy ở bên Mỹ, nhưng mà sau này tôi đổi ý, tôi quay về Việt Nam, tôi thấy Việt Nam ngon hơn. Anh chị các bạn biết hồi xưa tôi cũng có thích cái mô hình vậy, lên mấy cái vùng xa mua chừng 40 hecta, 40 mẫu đất đó, là cái thả bò vậy đó, cái rào lại vậy đó, rồi đào cái chủng nước đó. Các bạn thấy bên này khu nhà tao đấy, nó đào cái chủng ở dưới chỗ đó là một cái chủng để nó thoát nước. Tụi nó làm gì, nó có kỹ sư nó đo hết. Đấy các bạn thấy cái nông trại của thằng này bên đây, cái gì, cái khu dân cư bên này mọc lên rồi, cái gì, và thằng này coi như là vô mánh rồi đó, thằng này coi như là vô mánh. Cái thằng nông trại này hồi xưa đất của nó lúc mà nó bán tôi nhớ mấy triệu, nãy tôi nói quên rồi, bây giờ là đụng vô là trái tay luôn á, đụng vô là trái tay. Tại ngay đây là một cái ngã tư nữa, rồi sau này có thể nó sẽ đổi mục đích đất sử dụng lên, rồi sử dụng đất lên nó có thể làm những cây xăng hay là cái khu thương mại, nó bán cho mấy cái tụi mà thầu khoáng đó, nó mua lại. Các bạn biết tính là chỉ có tính gọi là square foot thôi, ở Việt Nam gọi là tính mét vuông thôi đó. Những cái góc đường như vậy là các bạn thấy dân cư nó tăng. Nhiều khi mình đầu tư cái nông nghiệp, mình có cái mình phải nhìn cái địa thế. Các bạn thấy khi mà đời sống dân cư mà nó phát triển lên là thấy ngon rồi. Các bạn thấy mấy miếng đất này ngày xưa đó là coi như là nó quang buông đồng ruộng mênh mông, là bây giờ là tiền không đấy. Khi mà dân cư mà nó phát triển, hạ tầng cơ sở mà nó lên rồi đó, xong nó phan giếng, nó tốt như kia là cái bồn chứa nước lên chứa vô bồn xong rồi đưa về nó bán rồi. Tôi nói ở Việt Nam nếu mà mình
đi về mấy cái vùng sâu vùng xa, mấy cái thành mấy cái đô thị mà nó chưa có nó mới phát triển lên á, về đó những cái vùng mà người ta chưa có nước mông tên nè, ở Việt Nam còn được nước mông tên á, về bển là chỉ đào giếng xong rồi đưa lên bán lại cho dân, mình xin giấy phép nhà nước, các bạn biết ngày xưa bán nước là ở tù, bây giờ bán nước là làm giàu. Này chúng nó bán nước là bán nước ngọt, bán nước uống đó nha. Các bạn thấy hồi tôi về Đồng Nai cũng bị, anh chị các bạn biết có mấy cái vùng mà ở vùng sâu vùng xa, mình mà có vốn mình xin nhà nước cấp phép cho mình, cấp phép cho mình mở nhà máy nước để rằng mình là đem cái nguồn nước sạch về cho dân làng. Các bạn thấy rất là hay. Ở miền Tây á, tôi thấy còn một cái phương pháp làm ăn nữa, đó là mở nhà máy nước đá. Tuy rằng nó nhiều rồi các bạn, mình phải mở một cái nhà máy nước đá, như tôi nói thấy là dân miền Tây họ uống nước đá dữ lắm. Hồi xưa tôi làm nhà máy nước á, là tôi chuẩn bị là sản xuất nước đá tinh khiết ra nữa. Rồi sau này tôi bỏ, có một mình làm cũng sẽ làm ngon lắm. Người ta nghe mình chuẩn bị làm nhà máy nước đá mà tinh khiết nữa, họ mừng. Họ mừng tại vì họ phải đi mua những cái nước đá đó ở trong những cái xã, những cái bên trong đó, họ mỗi lần phải chạy ra tú con bên ngoài Vĩnh Cửu, ra ngoài Định Quán, ra ngoài xuống Định Quán, còn không thì cái khu đó nó gần đó, không chạy ra tú ở ngoài cả Ba Chị An, phải đi kiếm những cái đại lý nó chở về. Tại vì lúc đó là tôi sản xuất, các bạn biết đưa nước lên là nói chung mình làm ăn thì ở đâu mình cũng phải cũng có kẽ hở, thành ra mình cũng phải tìm cái kẽ hở đó để mình sống. Tôi chơi ăn gian với ông nhà nước mình đó, khoan cái giếng nước ở trong nhà, khoan giữa nhà luôn, mình chơi ăn gian khoan nước đó lên, chứ mình lấy nước của ông nhà nước về mà mình bán lại, mình lọc lại thì sao lợi. Các bạn biết mà lọc nước, mà nếu mình lọc được cái nước tinh khiết đó là phải lọc 7-3 lọc, còn mà lọc 5 năm thì nước nó đâu có ngon, nó đâu có chuẩn, làm sao mình lời nhiều. Thành ra mình phải chơi ăn gian, kêu cái tụi nó phan giếng lại, nó đâm ống xuống là phan lên, là mình che giấu ông nhà nước, là mình câu ống ra ngoài, mình lọc nước. Các bạn thấy, cho nên người dân của mình cũng tìm cách lèo lách dữ lắm, ngay cả làm ăn mà nói chung đâu cũng vậy, mình phải dùng cái trí khôn của mình, nhưng mà mình làm sao cho nó chuẩn thôi. Cái nguồn nước ở Đồng Nai chơi khoan giữa nhà luôn. Việt Nam mình luật pháp nó còn lỏng lẻo, nó dễ á. Ở bên Mỹ các bạn biết, khoan một cái giếng nước như nhà tôi khoan cái giếng nước bên Mỹ là tốn 20.000 đô. Khoan là phải xin giấy phép coi quận nó có chấp nhận không, là phải cách cái chỗ mà hầm cầu, những cái chỗ mà đường dẫn ống mà hầm cầu á, là phải cách xa bao nhiêu đó. Rồi nó phải lên khỏi mặt đất bao nhiêu, nó đủ thứ giấy phép hết. Là cái giếng nước của tôi là bên này tôi xài đó, là mình coi như là mình register, nó có nghĩa là cái giếng nước được chứng nhận bởi cái tụi sở quận nhà, là nó đồng ý, và mình phải thuê một cái người làm khoan giếng của bạn, cái người đó cũng phải có giấy phép thành nghề, và họ phải làm cho nó đúng, mọi thứ nó phải đúng đâu qua đó. Còn Việt Nam mà tôi thấy ngay cả nhà ông anh tôi hồi lúc trước tôi về, ông làm cái nhà hàng cũng vậy, hay gì ông làm nhà hàng, các bạn biết nhà hàng xài nước dữ lắm, mà xài nước tên của ông nhà nước làm sao mà mình lời nói dân mình, mà họ cũng mánh chơi nửa phía tối, mấy thằng mà đi khoan giếng tối vô lấy đồ che hết, là thọt máy giữa mé đằng sau á, che hết không cho ai thấy, khoan lên mày đẩy nước lên rồi cung cấp cho nhà hàng rồi lọc lại. Mà bên Việt Nam có lọc đâu, khoan xong rồi đúc lên rồi bắt đầu đẩy ra rửa xài, dân cũng đâu có ai chết đâu.
ở Việt Nam mình nói chung luật pháp nó còn rất là dễ dãi về vấn đề tính cái vấn đề mà pháp luật Việt Nam rất là dễ dãi. Bây giờ tôi nói sau này mà cái gì nó cũng đi vào cái khuôn khổ rồi thì nó sẽ đâu ra đó hết, nó không còn dễ dãi nữa đâu. Khi mà đất nước nó ổn định rồi, người dân cái sự hiểu biết về pháp luật người ta càng lúc càng cao lên thì ông chính phủ bắt buộc mình phải tuân thủ theo những cái pháp luật. Đụng cái là phạt, đụng cái là phạt, giống như bên Mỹ vậy đó. Là lúc đó sẽ hiểu thế nào là dân chủ nhân quyền thôi. Thế nào là đa nguyên đa đảng. Đâu phải dễ đâu. Đâu phải giống như là mấy thằng chống cộng cực đoan mà lên mạng nó hát bài ca con cá đâu. Thì lại mình chia sẻ cho anh chị các bạn thấy vấn đề mà mô hình làm ăn. Sao chị Lý Bạch Sầu có định gấp vốn vô cổ đông không? Cái mô hình chăn nuôi đó có lý à chị Lý Mặt Sầu hả? À? Chị thấy cái mô hình chăn nuôi đó như thế nào? Mình phải làm nông nghiệp luôn, làm nông nghiệp nó tàn tàn thôi. Mình có của ăn của dư của để là mình cứ làm nông nghiệp. Các bạn thấy cái bên thực phẩm Việt Nam về bò đó còn yếu lắm, rất là yếu. Mình còn phải nhập khẩu, mình làm cho nó chứ nào mà mình giỏi lên mình xuất khẩu là mình mới hay. Bây giờ mình cung cấp nội địa không còn không đủ, mà bò Việt Nam mình nuôi những cái bò mà